Sáng ngày 27 tháng 4, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex mã VCG đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021. Năm nay, Vinaconex có kế hoạch tăng cường huy động vốn, tăng cường nguồn lực tài chính, bao gồm phát hành trái phiếu, cổ phiếu quỹ, tăng vốn vay ngắn, trung, dài hạn và sẽ tăng sở hữu tại dự án tỷ đô la Mỹ Cát Bà Amatina. Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020. Năm 2020, Vinaconex thu lãi lớn từ hoạt động tài chính, chủ yếu do thoái vốn công ty con, công ty liên kết. Doanh thu tài chính ghi nhận hơn 2.805 tỷ đồng. Vinaconex xin thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ, chia hơn 36,2 triệu đơn vị cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện từ quý 2 đến quý 4, cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Vinaconex có kế hoạch phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu có thể quy đổi thành cổ phiếu VCG sau 1 năm. Công ty cũng muốn chào bán 2.000 trái phiếu ra công chúng. Như vậy, tổng trái phiếu dự kiến huy động là 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Vinaconex kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số lượng chào bán dự kiến gần 58,3 triệu đơn vị, tương đương 14,485% tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nếu phát hành thành công toàn bộ, Vinaconex sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.417 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Vinaconex cho biết đang triển khai nhiều dự án trên cả nước, do đó có nhu cầu vốn lớn phục vụ kinh doanh, đồng thời cần tiền để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Cũng trong sáng nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021. Vietinbank Security đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 180,48 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Tận dụng lợi thế rất lớn từ gói vay 90 triệu đô la Mỹ mà chứng khoán Vietinbank huy động thành công từ các tổ chức tài chính Hàn Quốc và Đài Loan trong tháng 3 tháng 4 năm nay, công ty định hướng chủ động đổi mới và đẩy mạnh các hoạt động cốt lõi dựa trên các mảng hoạt động sau: đẩy mạnh hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà trọng tâm là các doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường, chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, đầu tư vào giấy tờ có giá như hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi để tạo ra lợi nhuận một cách an toàn, bền vững cho công ty. Việc tiếp cận được các nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức tài chính Hàn Quốc, Đài Loan sẽ là điểm nhấn thuận lợi trong việc tăng trưởng danh mục cho vay ký quỹ, đủ sức cạnh tranh với các công ty chứng khoán trên thị trường. Đại hội cũng đã thông qua tờ trình chủ trương chuyển sàn giao dịch tạm thời từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là giải pháp tạm thời được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra, góp phần hỗ trợ giảm tải cho hệ thống của sàn cho giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và để giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư được suôn sẻ. Chứng khoán Vietinbank sẽ trở lại giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khi Sở triển khai xong giải pháp xử lý ngãn lệnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra công văn hỏa tốc đôn đốc các bộ ngành địa phương nộp báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với hạn chót trước ngày 30 tháng 4. Cụ thể, trước ngày 30 tháng 4 năm 2021, các đơn vị phải gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2022 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định. Trước ngày 13 tháng 5 năm 2021, các đơn vị phải gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công. Trong đó, các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do địa phương làm chủ đầu tư hiện tiến độ đang bị chậm. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, Bộ sẽ không giao thêm dự án trong thời gian tới. Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, đến hết quý 1 năm 2021, Bộ đã giải ngân được 6.821 trên 42.996 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% kế hoạch cả năm. Dự kiến hết tháng 4 năm 2021, Bộ giải ngân được 10.858 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 8 nhóm đối tượng. Theo đó, với phương án điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức lương tăng dự kiến là 10%, điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức tăng dự kiến là 15%.
Trước đây, tăng lương hưu thường được kết hợp với tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã phải tạm lùi, khiến cho việc cải cách tiền lương hưu cũng bị lùi lại. Công bố của VCCI mới đây cho thấy sau 2 năm thực thi CPTPP, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn rất thấp. Theo đó, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam năm 2019 chỉ đạt 1,67%, mức rất thấp. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Việt Nam đi các thị trường đã phê chuẩn CPTPP chỉ đạt kim ngạch xấp xỉ 2019. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP trong năm thứ hai đã được cải thiện đạt 4%, song vẫn là tỷ lệ thấp. Nguyên nhân theo đại diện Bộ Công Thương là bởi hiệp định có nhiều quy định phức tạp, cùng với đó quy tắc xuất xứ có nhiều điểm mới và khác biệt so với các FTA khác, đòi hỏi thời gian để tìm hiểu và điều chỉnh sản xuất. Sau 2 năm tham gia hiệp định CPTPP, các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu khai thác được những ưu đãi từ hiệp định như thuế quan, thị trường mới. Tuy nhiên, tại các nước đối tác CPTPP, thị phần hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chiếm tỷ lệ còn thấp, chỉ từ 1% đến hơn 3%. Trong khi đó, thị trường 10 nước thành viên hiệp định này còn rất lớn với quy mô nhập khẩu tới 2.500 tỷ đô la Mỹ. Là hai trong số 6 thị trường lớn xuất khẩu thuộc CPTPP, Canada và Mexico dù là các thị trường mới nhưng lại là thị trường có tỷ lệ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan cao nhất, giúp tăng trưởng xuất khẩu vào các thị trường này lần lượt là 29% và 26,2% so với năm trước. Hiệp định CPTPP đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và Canada có hiệp định thương mại tự do. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm đầu các nước xuất khẩu vào Canada với 4,4 tỷ đô la Mỹ cùng sự đóng góp lớn của các mặt hàng như điện thoại di động, giày dép, đồ nội thất và may mặc, thủy sản, hoa quả. Các tiêu chuẩn về thực phẩm, xuất xứ hàng hóa Việt Nam đã được cải thiện để tận dụng được các ưu đãi thuế quan. Sau 2 năm thực hiện, xuất khẩu Việt Nam sang các thị trường CPTPP ghi nhận tăng trưởng 26-36% tùy mặt hàng. Trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, việc Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng vào các thị trường các nước thuộc khối CPTPP cho thấy hiệp định này ít nhiều tạo ra những tác động ban đầu tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn rất thấp, mức dưới 2% vào năm 2019 và tăng lên gấp đôi, tức chỉ 4% vào năm 2020. Tỷ lệ mà sử dụng cái kim ngạch mà sử dụng cái ưu đãi CPTPP trong 2 năm vừa qua nó còn rất là thấp. Trong năm đầu tiên của CPTPP thì chỉ đạt là 1,67% thôi. Còn sang năm 2020 thì cái tỷ lệ này đã được cải thiện, nâng lên 4% nhưng cũng vẫn còn là rất thấp. Thống kê cho thấy, cứ 20 doanh nghiệp được khảo sát thì chỉ có 1 doanh nghiệp biết rõ về các cam kết CPTPP và cứ 4 doanh nghiệp biết rõ về cam kết CPTPP thì chỉ có 1 doanh nghiệp tận dụng được các lợi ích từ hiệp định này. Một mặt là các doanh nghiệp phải hiểu cái thị trường đó. Mặt thứ hai là các cái doanh nghiệp phải tái cấu trúc lại, phải nâng cao năng lực cạnh tranh để tiếp cận được các cái đối tác và các cái lĩnh vực mà mình có tiềm năng. Thì cái điều này nó không phải, trước hết là nó bắt đầu từ nhận thức, nhưng mà không phải chỉ nhận thức, mà vấn đề quan trọng là phải tái cấu trúc lại, nâng cấp các cái sản phẩm dịch vụ của mình và tiếp cận đúng được các cái đối tác của mình tại thị trường để có thể đẩy mạnh được cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng như hợp tác đầu tư. Được đánh giá là một trong những hiệp định có các tiêu chuẩn khắt khe và phức tạp nhất và có đến 90% số doanh nghiệp được khảo sát đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng để xuất khẩu đi các nước đối tác CPTPP. Như vậy, vẫn còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt nhịp với đà tăng trưởng và chủ động nắm bắt cơ hội của chính doanh nghiệp mình để có thể tăng thị phần hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này. Hội đồng Tư vấn Du lịch vừa công bố khảo sát khả năng chống chịu của doanh nghiệp du lịch trong đại dịch COVID-19. Kết quả cho thấy đến tháng 3, còn khoảng 61% số lao động trong ngành du lịch có việc làm so với trước dịch. Trong đó, tỷ lệ lao động trong các sở lưu trú có việc làm so với trước dịch là 61%, lữ hành quốc tế là 60% và bán hàng lưu niệm là 58%. Dự báo năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn với ngành du lịch. Hầu hết doanh nghiệp dự đoán phải đến nửa sau năm 2022, ngành kinh tế mới có thể trở lại bình thường. Ngày 6 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký văn bản số 1343 đề nghị tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Các địa phương trước hết cần thực hiện nghiêm công điện số 541 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh. Trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách. Lãnh đạo Bộ cũng đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 4159 ngày 9 tháng 11 năm 2020 để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia. Bloomberg vừa công bố bảng xếp hạng khả năng phục hồi hậu COVID-19 của 53 nền kinh tế, từ mức kém nhất cho tới tồi tệ nhất, dựa trên 10 tiêu chí để đưa ra những nền kinh tế đang ứng phó hiệu quả nhất với dịch bệnh, với ít gián đoạn về kinh tế và xã hội nhất. Trong đó, Việt Nam tăng 4 bậc so với bảng xếp hạng tháng trước, lên vị trí thứ 11 nhờ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Đồng thời, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 7,3% trong năm nay.